mình phải nói với mẹ tối nay làm món bánh gạo cay cho cả nhà ăn mới được. Lần này tên đó đã tới đây rồi. Có chuyện gì vậy chứ? Jadu làm thám tử. Ôi trời ơi, sao hắn lại ác tới như vậy chứ? Tại sao lại lấy nhẫn của tôi? Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Trời ơi, chiếc nhẫn là hồi môn của cha Đu khi con bé lấy chồng mà. Chú cảnh sát ơi, nhà của con vừa bị mất trộm có phải không chú? Đúng vậy cô bé, nhà của con là nhà thứ ba trong những vụ trộm gần đây đó. Không thể nào. Chú ơi, các chú sẽ bắt được tên trộm này mà, có đúng không? Anh nhìn đi, camera của khu vực này bị hư rồi. Tôi nghĩ là tên trộm đã cố tình làm hư nó đó. Và hắn cũng chắc chắn xung quanh hàng xóm không có ai. Một là hắn đã khảo sát quá kỹ, hai là hắn sống trong khu này. Nhưng ở hiện trường chỉ thu được nửa dấu vân tay, rất khó để xác minh thân phận. Tên trộm có thể là người đang sống trong khu phố của mình sao? Dạ con chào chú. Chú ơi, vụ trộm ở nhà con đã có thêm manh mối mới nào chưa vậy chú? À, là cha Đu hả? Một máy ghi hình khác đã ghi lại được phía sau của một chiếc xe mô tô. Lát nữa chú qua đó xem đi. Một lát nữa, chú mới qua đó sao? Nếu không nhanh lên, lỡ như tên trộm đem bán chiếc nhẫn đó thì làm sao đây? Có một vụ án nghiêm trọng khác ở khu phố kế bên, chú phải điều tra bên đó mới được. Các bạn à, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Các bạn đang bận mà vẫn cố gắng tới đây, mình rất là cảm động. Chúng ta là bạn bè của nhau mà cha Đu. Nhà bạn bè có chuyện thì tụi mình phải tới chứ. Quan trọng nhất là đây không phải là chuyện riêng của một mình gia đình bạn đâu cha Đu. Tên trộm đó chính là mối nguy hiểm tiềm tàng của cả khu phố. Đúng vậy đó, chúng ta nhất định phải giành lại chính nghĩa bằng cách bắt được tên trộm này mới được. Bây giờ nên bắt đầu từ đâu đây? Mình nghĩ cần phải có bằng chứng mới được. Bạn có manh mối gì không cha Đu? Mình nghe mấy chú cảnh sát nói là trước khi hành động, tên trộm này thường phá hỏng các camera an ninh. Nhưng với manh mối này, các bạn nghĩ tụi mình có thể truy được dấu vết của tên đó hay không hả? Được chứ, mình nghĩ là được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Khi chúng ta tìm được chứng cứ, phải cẩn thận cho nó vào trong túi ni lông. Các bạn đã hiểu chưa? Cha Đu ơi, cổ của mình bị đờ luôn rồi. Mình cũng vậy nè Minji ơi. Các bạn ơi, đó là cái gì vậy hả? Mọi người ơi, mau nhìn nó đi nè. Nhưng nó là cái gì mới được? Mình thấy đây chỉ là một cục đá bình thường thôi mà cha Đu. Sao mà mình chán bạn ghê á. Nhìn cho kỹ đi, đây đâu phải là đá ở trong khu của chúng ta đâu. Cục đá này chỉ ở dãy núi phía bên kia mới có mà thôi. Không lẽ bạn không biết hay sao? Mình chính là chuyên gia về núi. Ủa? Các bạn mau nhìn nè, trên cục đá vẫn còn dính một chút gì đó. Nếu như mình đoán không sai, tên trộm đã dùng nó để đập vào camera. Đúng rồi ha, thứ dính trên cục đá chính là những mảnh kính bể đó. Vậy là tên trộm đã cố tình lên núi lấy cục đá này về để làm công cụ hỗ trợ gây án hả? Không sai, chắc chắn tên trộm đó đã lấy đá ở đây về để phá camera. Giờ thì tụi mình hãy chia nhau ra tìm thêm manh mối đi. Không thể tin được, đây là khu vực không được hút thuốc mà. Nè khoan đã, Donna, nó chính là manh mối đó. Hả, manh mối gì? Nhìn đi, đầu lọc này vẫn còn khá mới, chứng tỏ nó được bỏ lại cách đây không lâu. Có lẽ khi lên đây lượm đá, tên trộm đang hút thuốc cho nên mới quăng nó ở chỗ này. Nè, nhắc mới nhớ, bạn có từng thấy qua những người xấu hay lãng vảng trong khu nhà của mình không? Mấy người giữ dữ, ăn nói lớn tiếng hay chặn đường xin tiền của người khác á. Những người xấu sao? Hình như là mình thấy rồi. Mấy nay làm ăn cũng được. Phần quan trọng nhất trong điều tra chính là bằng chứng. Rất có thể tên trộm tới cửa hàng trang sức để bán chiếc nhẫn đó. Tụi mình chỉ cần bắt được hắn ngay lúc hắn bán chiếc nhẫn thôi. Nhưng mà chúng ta có nhất thiết phải trốn ở đây và nhìn lén bọn họ như vậy không?
Dạ con chào các chú. Nếu như bây giờ các chú không bận gì hết, con có thể mời các chú uống nước trái cây hay không? Nhóc là ai? Muốn làm cái gì hả? Dạ không có gì đâu. Con xin lỗi chú nha. Dạ các bạn ơi, không có tác dụng rồi. Đi kiếm cái gì ăn thôi. Hả? Mấy người đó đi đâu kìa? Mình nói nè cha đô à. Hả? Xin lỗi bạn nha, nhưng tới giờ mình đi học rồi nên mình phải về đó. Không sao đâu, hôm nay như vậy là được rồi. Chúng ta cũng đã tìm được những bằng chứng tốt. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Các bạn ơi, hôm nay mình có đem theo kính viễn vọng nè. Nè, cái này là dùng để ngắm sao đó Son Hô nè. À, mình đói bụng quá chừng luôn. Giờ này mà bạn còn nghĩ tới chuyện ăn uống được sao? Chú ơi, tụi con làm gì sai hả? Sao tự nhiên mấy chú chặn đường tụi con vậy? Ủa, các bạn ơi, mình phải đi báo chú cảnh sát thôi. Cha Đu à, con đang tìm chú hả? À, chú cảnh sát ơi, thật là tốt quá, chắc chắn chú cảnh sát sẽ bảo vệ cho tụi con rồi. Chú ơi, mau bắt mấy người kia lại đi chú, họ rất là đáng nghi, chú mau đưa họ về sở cảnh sát đi chú. Con bình tĩnh đã. Vì người phải theo chú về sở chính là tụi con đó. Dạ, tại sao lại là tụi con? Những người đàn ông đó đã đến báo với chú là các con suốt ngày cứ lẻo đẻo theo dõi bọn họ đó. Dạ. Bây giờ có ai muốn giải thích với chú cái gì không nè? Dạ, để con nói. Tất cả chuyện này thật ra là... Hả? Con nói các con theo dõi họ vì họ đã ăn trộm sao? Lỡ bọn họ làm hại các con thì tính sao đây? Dạ, con xin lỗi. Xe mô tô nè, thuốc lá nè. Là một người hiểu rất rõ về khu phố này nữa. Nhưng sao mình vẫn chưa tìm được người nào như vậy? Dạ, con xin lỗi ạ. Hả? Người đó chính là... Cha Đu à, ba có mua cho con gà rán đây, mau qua đây ăn. Ba ơi ba, nhanh lên, mau gọi cảnh sát liền đi ba. Con mới tìm được tên trộm đã lẻn vào nhà mình lấy nhẫn của mẹ đó. Hả? Con nói cái gì? Con sẽ giải thích với ba sao mà. Nhanh lên, mau gọi cho chú cảnh sát liền đi ba. Ba Cha Đu à, công nhận anh có cô con gái rất là thông minh. Trời ơi, chú cảnh sát quá khen rồi. Thật ra thì Cha Đu nhà tôi học hành không được giỏi cho lắm, nhưng chắc chắn con bé là một đứa cực kỳ thông minh luôn. Phải, còn có trí tưởng tượng rất phong phú nữa. Nhưng mà rất tiếc những gì con bé đoán đều sai hết rồi. Chúng tôi đã điều tra người giao hàng khả nghi mà anh nói, nhưng vân tay của anh ta và vân tay ở hiện trường không phải là của cùng một người. Anh Choi à, xin hãy để việc này cho phía cảnh sát chúng tôi điều tra đi. Con ăn cơm chưa? Dạ, con qua làm bài với Minchi rồi ăn ở bên đó luôn. Đừng có ăn trễ quá nha, buổi tối nhớ về sớm. Dạo này mẹ có vẻ không được vui cho lắm. Chắc là mẹ vẫn còn đang nghĩ tới chiếc nhẫn đã bị tên trộm lấy mất. Ủa? À, hình như là chú giao hàng hôm bữa
Mình nên qua xin lỗi vì đã nghi ngờ chú ấy mới được. Chú ơi chú, chú đi giao hàng sao? Chú tới lấy mấy cái tô đã ăn xong. Gì vậy chú, người này là không lẽ họ đã thay đổi người giao hàng mới rồi sao? Khoan, chú không có biển số xe luôn. Nhà hàng đang đóng cửa mà chú ấy lại tới để lấy mấy cái chén dĩa đã xài rồi sao? Chuyện này đúng là đáng nghi mà. Ủa, cha đâu à? Minh Chi đang ở nhà đợi em đó. Em đang làm gì ở đây vậy? À, anh chờ em một chút nha. Người giao hàng đó thật sự rất đáng nghi ngờ. Chú ấy biết rất rõ khu phố này. Anh ơi, hãy mau chở em đuổi theo chiếc xe phía trước đi anh. Nhanh lên đi mà. Nhưng có chuyện gì vậy? Sao phải đuổi theo người ta? Lát nữa em sẽ giải thích với anh sao. Còn bây giờ mau chở em đuổi theo người đó đi mà. Anh ơi làm ơn đi. Hả? Là tiệm trang sức sao? Có ăn trộm. Có người ta. Ở đây có tên ăn trộm nè. Chú ơi chú, tên này là ăn trộm đó. Mau báo cảnh sát đi. Con nói gì? Hôm nay, một tên trộm liên hoàn chuyên lẻn vào nhà dân đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Và người có công lớn nhất là một học sinh tiểu học vô cùng dũng cảm. Tên trộm đã đi khắp nơi trong khu phố và lẻn vào những căn nhà vắng chủ để lấy cắp tài sản có giá trị. Nhà của em học sinh này là một trong số đó. Cảnh sát địa phương sẽ phát thưởng và trao bằng khen công dân tốt cho học sinh đã góp công trong việc bắt được tên trộm. Cảm ơn chú cảnh sát. Thám tử Cha Đu, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành. Con của mình anh chẳng mới qua thăm mình quá. Nè Đôn Đôn, mới sáng sớm mà bạn đã ăn giặt rồi. Mau chia cho mình một miếng đi. Đây có phải đồ ăn giặt đâu. Nó là đồ ăn sáng của mình chứ bộ. Sao bỏ toàn dưa leo vậy nè? Mà quăng nó ra chỗ khác đi. Hả? Minchi à? Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Dưa leo. Bạn hãy quăng miếng dưa leo đó đi. Mình bị dị ứng với dưa leo đó. Có chuyện gì mà các em lại ồn ào quá vậy hả? Dạ thưa cô, Linh Chi nói là bạn ấy bị dị ứng với dưa leo à. Ôi trời ơi. Ở chỗ của cô có một loại thuốc có thể làm bớt dị ứng đây. Dạ thưa cô, rốt cuộc dưa leo đã làm gì bạn ấy vậy cô? Chỉ là bạn ấy không thể tiếp xúc được với dưa leo thôi. Cho nên thì bạn ấy sẽ không thể ở gần nó. Không thể ở gần dưa leo sao? Nhưng bạn ấy đâu có chạm vô dưa leo đâu. Chỉ nhìn thấy nó thôi mà. Cho nên người ta mới nói đó là dị ứng em ạ. Wow, đây thật sự là một căn bệnh rất lạ lùng luôn. Bệnh lạ lùng sao? Nè Cha Đu à, Minchi không sao chứ? Bạn không thích ăn thì quăng vô thùng rác đi. Sao lại quăng lung tung vậy chứ? Mình chưa bao giờ nghe nói có người bị dị ứng dưa leo. Chắc là do Minchi mỏng manh yếu đuối quá thôi. Bạn nói đúng. Từ giờ tụi mình không nên cho dưa leo vào bữa trưa nữa. Cách cư xử của các bạn ấy hoàn toàn khác khi mình bị thương. Đứng lên nhanh lên.
cũng đã bị loại. Các bạn đúng là phân biệt đối xử với mình quá đi. Ghen tị thiệt á, vậy ứng thiệt là tốt. Nè, bạn mới nói là bạn ghen tị đúng không? Thì sao hả? Bộ mình không được ghen tị hay sao? Bạn đúng là kỳ lạ thiệt á. Nhìn đi, một cô gái cứng cáp như bạn cũng biết ghen tị với mấy cái này nữa. Cô gái cứng cáp sao? Nè, biết đâu mình cũng bị dị ứng với thứ gì đó thì sao hả? Thì bạn cứ mơ đi, cơ thể của bạn không có khả năng bị dị ứng được đâu. Nè, nếu như mình bị dị ứng với thứ gì đó thì bạn sẽ phải đi khắp nơi với những vết mực trên mặt đó nha. Ha, được thôi. Và nếu bạn không bị dị ứng thì mình sẽ dễ mực lên mặt của bạn. Chờ đi. Những đồ ăn có thể khiến cơ thể bị dị ứng là sữa, hải sản, trứng. Mình không thể hiểu nổi luôn. Tại sao người ta lại bị dị ứng với những món ngon như vậy chứ? Cha Đu nè, có sức khỏe tốt mới là thứ quan trọng nhất đó. Minji à, bạn sẽ không hiểu được tâm trạng của mình đâu. Mình chưa bao giờ được quan tâm và chú ý giống như bạn, nên mình muốn thử một lần cho biết. Nếu là như vậy thì mình sẽ giúp bạn tìm những kiểu dị ứng không liên quan đến thức ăn. Kiểu dị ứng khác hả? Hả? Đây là gì vậy? Dị ứng với ánh mặt trời. Một người có thể bị dị ứng nếu đứng dưới ánh mặt trời quá lâu. Minji ơi, mình rất thích ý tưởng này. Đừng có nói là bạn sẽ cố tình đứng vờ dưới ánh nắng mặt trời nha cha Đu. Minji ơi. Cha Đu à, con qua chơi hả? Em là ai vậy? Tâm trạng của em đang không được tốt, cho nên anh đừng có chọc ghẹo em. Cha Đu à, bạn cảm thấy ổn chứ? Mình không sao, mình biết là không có gì dễ dàng hết. Cha Đu à, con ở lại ăn tối luôn nha, tối nay cô làm món thịt nướng đó. Dạ, con cảm ơn cô. Cha Đu ơi, khi mà em bị cháy nắng, chỉ cần dùng dưa leo để... Đừng nói mà, đừng nói. Minji ơi, bạn lại bị dậy nữa rồi kìa. Tại anh hết đó. Anh xin lỗi. Ủa, Cha Đu ơi, trên mặt em có cái gì vậy? Có cái gì hả anh? Trên trán em mới nổi chấm gì đó. Cái chuyện gì vậy nè? Ôi trời, Cha Đu, không lẽ là bạn đã bị dị ứng rồi? Tuyệt vời. Chúc mừng bạn nha. Xin chào, sáng hôm nay trời đẹp quá ha. Hả? Cuối tuần bạn đi chơi đá banh hả? Sao đen thui vậy? Trời, Cha Đu, bạn hãy giống con gái một chút đi. Nếu như hôm nay mình bị khiêng về phòng y tế thì các bạn sẽ hối hận vì thái độ lần trước đó. Rốt cuộc bạn đang nói về chuyện gì vậy hả? Cuối tuần rồi mình bị dị ứng nên không đi đâu được hết. Nè, Lý Anh Huy, bạn đã sẵn sàng bị vẽ lên mặt hay chưa? Mình biết mình bị dị ứng với gì rồi. Bạn nói gì? Dạ cô ơi, hồi nãy cô đã cho những gì vào món thịt nướng vậy cô? Cô nhớ rồi, ngoài nguyên liệu thông thường còn có nấm cục. Bộ bạn không biết gì về việc dị ứng với nấm cục hả? Bạn nói gì chứ, dị ứng nấm cục? Bạn vừa phải thôi, đang tính lừa ai vậy? Tưởng mình không biết muốn nói gì thì nói hả? Ý của bạn là gì chứ? Nấm cục có giá lên tới hàng ngàn đô một ký lận. Ngàn đô một ký sao? Khó tin quá đi. Làm sao một ký nấm lại có thể mắc tới như vậy chứ? Nè cho Cha Đu, mình biết là bạn rất muốn thắng, nhưng có vẻ bạn đã thua rồi. Mình nói thật mà. Các bạn à, Cha Đu bị dị ứng thiệt đó. Tuy giờ nhà mình không cần nấm cục nữa nhưng... Thôi đi Minji, tất nhiên bạn sẽ bên Cha Đu rồi. Vậy bạn chứng minh đi. Nếu như không nhìn thấy tận mắt, mình sẽ không tin đâu. Được thôi, bạn nghĩ là mình không chứng minh được sao?
hãy đánh hơi thật cẩn thận nghe chưa. Chắc chắn em có thể làm được mà. Nói vậy tức là chó có thể đánh hơi được mùi của nấm cột mà, có đúng không? Mình biết chắc tụi mình sẽ làm được thôi. Em nói có đúng không hả Tông Banh? Nè, em còn định lề mề tới khi nào vậy hả? Hãy nhanh đi tìm mấy cây nấm cho chị đi. Mau nhả ra, em không nên ăn mấy thứ này đâu. Tại sao? Sao mình lại bị dị ứng với nấm cục? Sao mình không bị dị ứng với những thứ bình thường hơn như là trứng hay dưa leo? Tại sao? Tại sao mình lại... Tông Ban ơi! Tông Ban ơi! Em đâu rồi? Nè! Tông Ban ơi! Rốt cuộc là em mới chạy đi đâu chứ? Tông Ban ơi! Chị tìm em nãy giờ luôn á. Em đang ngậm cái gì ở trong miệng vậy? Nó là... Hả? Mình không nghĩ nó là phân đâu. Mùi hương này hơi quen quen. Hả? Mình nhớ ra rồi, là hương vị của nấm cục. Nốt dị ứng nè. Tìm thấy rồi. Nè, bạn có thấy mấy nốt dị ứng trên mặt của mình không? Đây nè, là nấm cục đó. Sao có thể? Bạn tìm được ở đâu? Bạn hãy mau xin lỗi vì đã nói mình là kẻ nói dối đi. Không ngờ cha đu dị ứng với nấm cục thật. Mình không dám tin luôn. Sao bạn ấy còn dám đem nó theo chứ? Nhìn mặt của cha đu tội chứ kìa. Tội quá. Cảm ơn các bạn vì đã lo lắng cho mình. Cha đu đúng là một đứa nhà quê chính hiệu. Cái gì? Bạn nói gì? Vì cái thể các bạn từ chối những thứ có giá trị đó. Mình nghe nói nấm cục còn mắc hơn vàng nữa nha. Đúng rồi, nó giống như kim cương vậy. Đây không phải là điều mình muốn. Bạn khoe khoang là mình không ăn được những thứ mắc tiền hay sao? Được rồi cha đu, mình chịu thua. Chúc mừng bạn vì đã chiến thắng nha. Nè cho cha đu, mình có một chuyện nhất định phải nói. Nấm cục bạn mang theo rất đầy kia kìa. Bạn có thể dọn được không? Cha đu ơi, bạn có muốn lên phòng y tế không? Thôi mà cha đu, chuyện có chút xíu à, lên phòng y tế làm gì chứ? Mình không sao đâu Minh Chi à. Chuyện này không phải là lỗi của em đâu Tông Ban à. Em đã làm rất tốt rồi. Cha đu ơi, đi chơi đá banh thôi. Các bạn thiệt là quá đáng. Mình đang bị dị ứng đó. Bạn vẫn chưa hết dị ứng nữa hả? Các bạn tự chơi một mình đi. Được thôi, tụi mình đi đây. Lần trước tụi mình thua 3-0. Chắc lần này thua 5-0 quá. Nè, các bạn đá kiểu gì mà để thua tới 3-0 vậy hả? Thì tại tụi mình không có bạn. Đã hứa rồi thì phải làm thôi. Tông Ban giỏi lắm. Lần này chúng ta sẽ vào to cho mà coi. Hãy cố gắng tìm thử những cục nấm bự thật là bự bự cỡ này nè. Móng. Cái này là... Cái này là... Phân chó mà. Thank you.
Xin chào, lâu rồi không gặp bà. Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua đó, ba của Chadu. Dạo này bà vẫn khỏe chứ? Hôm nay tôi ghé để mua bánh kem cho mấy đứa nhỏ. Nè bà ơi, bà bán cho tôi cái gì vậy hả? Tôi đặt mua bánh nhân kem, nhưng tại sao bà lại giao cho tôi bánh đậu đỏ vậy? Ôi trời, xin lỗi cô, do mắt của tôi kém quá không nhìn thấy rõ. Bánh nhân kem với nhân đậu đỏ để sát nhau nên tôi lấy nhầm thôi. Cô thông cảm giùm nha, để tôi lấy bánh khác cho cô. Bánh mì của cô đây. Lần trước mua đậu đỏ thì bà lại đưa sô-cô-la. Ôi, thiệt là bực mình quá đi. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà, có cần phải ồn ào vậy không? Không đâu, đây là lỗi của tôi mà. Dạo này trí nhớ của tôi kém đi nhiều rồi. Số bánh mì kem này nhìn ngon quá. Mấy đứa nhỏ ở nhà tôi thực sự rất thích bánh của bà luôn đó. Ôi, sao anh mua nhiều quá vậy? Cảm ơn anh nha. Người bạn Bangachi. Mấy đứa ơi, ba về rồi đây. Trời đất ơi, anh lại mua cái gì vậy hả? Nè ông xã, mau đưa cho tôi xem tiền thưởng tháng này đi. Tất nhiên phải đưa cho em xem rồi, bà xã đại nhân. Chỉ có 1.000 won. Rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả? Nhưng em cũng thích bánh mì mà. Anh nói cái gì? Thích gì mà thích? Trời ơi là trời. Chị ơi, chắc bà mua tới 100 cái bánh luôn đó chị. Hả? Ủa? Sao ở đây lại có một con thú bông vậy chứ? Wow, dễ thương quá đi. Em thích lắm cho nên em sẽ lấy nó. Chị lớn rồi chị phải nhường cho em chứ. Em cũng thích nó. Nè, ai thấy trước thì phải là của người đó chứ. Mấy cái đứa này, tới giờ ngủ rồi mà sao còn đứng ở đây hả? Công nhận nhìn nó dễ thương quá đi. Ngày mai mình sẽ rủ Minchi cùng đặt tên cho nó. Thú bông của mình. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái bánh mì bông biết chuyển động. Ủa, mình nằm mơ hả? Ôi dạ, đây đâu phải là mơ đâu. Hả? Hả? Nó kia rồi. Ủa? Hình như đây là tiệm bánh của bà mà. Bột và đường. Tiếp theo là 300ml sữa tươi. Khoan đã. Hình như sữa này bị thiêu rồi thì phải. Bangazi, chờ chút, mình sẽ quay lại liền. Mình vừa lấy được sữa tươi từ bé bò sữa luôn nè.
người sao? Mọi người ơi, hãy mau chạy đi. Các bạn khoan đã, xin hãy bình tĩnh một chút. Mình không phải là người xấu đâu mà. Mình không biết là trên đời này lại có yêu tinh bánh ngọt luôn đó. Thật ra tụi mình không có sống ở đây đâu. Tụi mình có quy định không được phép ăn đồ ăn của con người. Nhưng vì bánh của bà ngon quá nên tụi mình đã lỡ ăn mất. Vì đã vi phạm quy định nên tụi mình bị trừng phạt. Đó là phải sống ở đây. Sao hả? Sống ở tiệm bánh sao lại là hình phạt được chứ? Đây là ước mơ của mình. Nếu được sống ở tiệm bánh mình sẽ rất vui. Các bạn có cách nào không? Hả? Bạn nói cái gì? Hình như bạn ấy không phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Bạn thấy đó, tụi mình bận rộn lắm. Cho nên bạn hãy mau về nhà đi. Nhìn món bánh các bạn nướng, mình công nhận là nó rất đẹp. Nhưng mà mùi vị của bánh thì cần phải cải thiện mới được. Vì bánh không được ngon cho lắm. Cái gì? Nhưng đó có phải là bánh tụi mình làm đâu. Bánh đó là do bà làm ra mà. Bây giờ bà làm bánh không còn được như trước nữa. Mắt bà ngày càng mờ nên bánh của bà cũng bớt ngon hơn. Có mấy lần bà còn nhầm đường với muối nữa kìa. Hồi trước bánh của bà làm ngon biết bao nhiêu. Tụi mình càng ngày càng ít khách. Sắp tới phía đối diện sẽ mở một tiệm bánh thiệt bự. Tiệm bánh của bà có lẽ sẽ bị đóng cửa sớm thôi. Bạn nói tiệm bánh của bà sẽ bị đóng cửa sao? Ai mà thèm mua mấy cái bánh này chứ? Đây chính là lý do bà không thể trả tiền thuê nhà đó. Tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Bà hãy mau chóng đóng cửa tiệm bánh này đi. Chúng tôi không thể để như vậy hoài được. Tôi chỉ cho bà tới tuần sau thôi đó. Bà đã hiểu chưa? Tôi thành thật xin lỗi ông. Tuần sau chủ nhà sẽ đuổi bà và tụi mình sẽ ra ngoài đường luôn. Từ hồi nhỏ mình thích nhất là được ăn bánh của bà. Bánh của cô đây, mẹ của cha đu. Thiệt hả? Sao bà lại tặng thêm cho tôi nhiều quá vậy? Cảm ơn bà nhiều lắm. Mẹ ơi, con cũng thích cái bánh kia nữa. Mẹ mua cho con đi mà. Để lần sau nha. Chừng nào ba lãnh lương mẹ sẽ mua cho con. Mẹ lúc nào cũng chỉ mua có loại này thôi. Cha đu nè, cái này bà cho con nhớ cho mọi người ăn chung với nha. Con cảm ơn bà. Thằng mọi giá, chúng ta không thể để bà bị đuổi ra khỏi đây được. Nếu chúng ta có thể làm ra những cái bánh thật ngon thì sẽ lại có cách đến mua thôi. Mình cũng muốn giúp một tay. Bạn sẽ giúp tụi mình sao? Tất nhiên rồi, mình sẽ giúp các bạn làm bánh và mang thật nhiều khách hàng tới. Cái gì mình cũng làm được hết. Bạn cũng biết làm bánh nữa sao? Nhưng mình nghĩ bạn sẽ không giúp được gì nhiều cho tụi mình đâu. Những công việc nặng nhọc cứ giao hết cho mình. Các bạn ơi, mình hỏi nè, ai sẽ được ăn những cái bánh lỗi này vậy? Chuyện đó đâu có quan trọng, ai ăn cũng được mà. Mọi người hãy dùng thử số bánh mới ra lò này. Mọi người cứ dùng thoải mái nha. Chúng tôi còn có chương trình giảm giá đặc biệt nữa nè. Bánh mì ngon, bánh mì ngọt nóng hổi vừa mới ra lò đây. Đến thử ngay và bạn sẽ muốn ăn mỗi ngày. Ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày. Xin chào, xin dùng thử bánh. Bánh mì ngon, bánh mì ngọt nóng hổi vừa mới ra lò đây. Thảm hiu quá đi, một người khách cũng không có. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Bà và tất cả chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây mất. Chờ chút đã. Các bạn nè, các bạn đã sẵn sàng cho mọi người thấy những gì mình có chưa? Ý bạn là sao? Oh!
mọi người ngửi thấy chúng đi. Biến giao cho mình. Ủa? Mẹ ơi, bên đó có mùi gì thơm quá. Bánh mì ngon, bánh mì ngọt nóng hổi vừa mới ra lò đây. Ý trời ơi, có chuyện gì vậy? Bánh ngon quá. Ôi trời ơi, sao họ có thể làm kem bánh miệng tới vậy chứ? Mình chưa từng ăn bánh nào ngon như vậy. Cô bé ơi, bánh bánh phi này bao nhiêu tiền vậy con? Cái này thành công rồi, thành công rồi. Con mơ thấy cái gì mà la lớn dữ vậy hả? Mơ sao? Hả? Ủa, con mơ thấy gì vậy? Không thể nào là giấc mơ được. Con lo mà đi sửa soạn nhanh lên, coi chừng trễ học bây giờ đó. Sao mà mình có cảm giác như là thật vậy? Chà đu. Dạ. Con còn lề mề cái gì nữa? Dạ con ra liền. Siêu nhân tia chớp vẫn là giỏi nhất. Họ không chỉ có trên phim thôi đâu, các diễn viên chính sẽ ra mắt tại nhà hát và ký tặng người hâm mộ đó. Ký tặng sao? Rồi. Làm sao để có được chữ ký của họ bây giờ? Chuyện đó thật sự là hơi khó. Chúng ta phải mua vé vào thì mới có chữ ký của họ được. Có thể sẽ có nếu đi chung với mình. Bằng cách nào? Mình đã có vé rồi đây nè. Ta-tam. Vé dành cho hai người. Nói dễ hiểu hơn, mình có thể mời một người trong số các bạn đi cùng với mình. Các bạn sẽ mời một người trong tụi mình sao? Xin chào cha Đu. Ôi trời ơi, chính là anh Quân Ba. Nè cha Đu, để em phải đợi chờ lâu. Anh xin lỗi vì đã đến trễ nha. Ôi, trong tình yêu anh không nên và không bao giờ cần phải nói câu xin lỗi. Chỉ cần một nụ hôn nồng thắm là đủ. Đôn ơi, vậy chúng ta sẽ đi chung được chứ? Hả? Không có chuyện đó đâu. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải chơi công bằng với nhau hay sao hả? Ý bạn là sao? Mình đã hỏi bạn ấy trước chứ bộ. Đó là do bạn nghĩ mà thôi. Bởi vì hiện bây giờ Đôn vẫn chưa quyết định mà. Đôn à, bạn có muốn đi cùng cha Đu, người thường hay ăn hiếp bạn không? Đôn à, bạn có muốn đi cùng với Chuyo, người đã mép với cô giáo rằng bạn nói chuyện riêng trong giờ học hay không hả? Tại sao các bạn không tự quyết định bằng cách chơi quảnh tù tì với nhau đi? Là quảnh tù tì. Quảnh tù tì. Wow. Bao. 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 Các em nghe đây, hôm nay ai không mang theo dụng cụ học tập thì ra đứng phía sau. Hả? Mình quên mang rồi. Khoan chờ đã. Nè, cầm lấy đi. Dạ thưa cô, hôm nay em đã quên đem dụng cụ học tập. Trời ơi, chờ đu. Mình muốn được chia sẻ phần xúc xích với bạn á. Bạn cũng thích ăn trứng mà đúng không? Xin chào Yong. Mình tự hỏi không biết có ai muốn dọn nhà vệ sinh thay mình không? Gì chứ, cái tên đáng ghét này. Ý của bạn là sao? Đôn à, mọi người đều phải thay phiên nhau làm mình mà. Mình sẽ nhận làm thay cho bạn ấy. Vì tụi mình là bạn tốt mà. Hãy chờ đã, mình sẽ làm thay cho bạn. Hi 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 hi
Bỏ cuộc đi xin chơi ăn. Không đời nào đâu chơi cha đu. Mình thấy khát nước quá. Khát nước hả bạn? Nè nè nè, chọn món bạn thích đi. Kem trái cây. Đây à. Có rất nhiều đồ ăn, bạn muốn ăn gì thì cứ nói nha. Chuyện gì vậy cha đu à, bạn không sao chứ? Những cái tên bập đôn đôn kia, sau buổi chiếu phim bạn sẽ biết tay mình. Ồ, Chô Yon đã bỏ cuộc rồi hả? Không thấy đâu hết à, bạn nói đúng ha, nãy giờ không thấy bạn ấy đâu hết. Trời cha đu, bạn phải trả giá cho chuyện này. Cái gì mà chen dữ vậy? Quá trời à. Đơn đơn nè, chúng ta hãy mau vào bên trong đi. Sao vẫn chưa thấy Chô Dông tới vậy? Sao kỳ quá. Chờ mình với. Xin lỗi mình tới trễ. Giờ Chô Dông cũng đã tới rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Người sẽ đi xem phim cùng với mình chính là Làm ơn chính là Xin Chô Dông. Đó chính là gì? Chô Dông đã tặng mình máy chơi game mới nhất. Như vậy không được, đó là gian lận, đó là gian lận. Trời cha đu nghe đây, điều này chính là do bạn không sử dụng bộ não thôi à. Người thông minh phải biết sử dụng bộ não, bạn đã hiểu chưa? Xin chào mọi người. Xem là anh Quân Bang kìa. Thật sự chính là anh Quân Bang kìa. Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà làm sao bạn có thể chen nổi với những người đó được chứ? Mình sẽ coi phim rồi kể lại nội dung cho các bạn biết nha. Biến hình. Wow. Có vẻ như không dễ dàng gì. Nghe, dừng lại. Cái gì vậy? Trời cha đô, bạn thiệt là giỏi á. Có lẽ do mình làm việc quá mệt nên người mình mới nặng nề như vậy. Trời ơi, con là ai vậy? Con xin lỗi chú. Bỏ chân chú ra coi. Bỏ ra. Bỏ ra. Chuyện này không hay rồi. Nè, con bé kia đứng lại. Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Thật hạnh phúc khi gặp các bạn. Siêu nhân tia chớp. Ồ, đứng lại chưa? Con bé kia. Trời, cái bóng kia sao thấy quen quá vậy ta? Mình cũng thấy vậy, cái bím tóc đó nhìn rất giống. Nè, chắc không phải đâu. Nè, đứng lại, con bé kia, đứng lại. May quá đi, đã thoát được rồi. Bây giờ để coi ngồi ở đâu đây. Có rồi. Thành quả sao bao nhiêu vất vả đây. Giờ chiếu rồi. Nhưng mà sao tự nhiên mình cảm thấy buồn ngủ quá là sao ta? Phải công nhận là bộ phim đó rất tuyệt vời. Mình thích nhất là cảnh siêu nhân tia chớp biến hình đó. Có một con rồng bay từ trên trời xuống đấu với siêu nhân tia chớp. Đây là bộ phim hay nhất. Thật sự là có cảnh như vậy sao ta? Ôi cha đu à, bạn cũng vào trong rạp để coi phim mà. Sao không nói gì hết vậy? Tại vì mình không thấy có gì đặc biệt hết. Vậy chuyện gì xảy ra với siêu nhân tia chớp ở cảnh cuối hả? Khi đấu với kẻ xấu có bị sao không? Thì là vậy đó. Sao?
Mình cũng tò mò muốn biết lắm. Thì là ở cảnh cuối phim, sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại mấy kẻ xấu, trong lúc anh ấy ngồi nghỉ thì có một cô gái bím tóc xuất hiện. Cô gái đó chính là người siêu nhân tia chớp đang yêu. Ồ. Sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại tên lãnh chúa, anh ấy đã lập tức đi tìm gặp cô gái bím tóc đó. Cảnh hai người gặp nhau thiệt là cảm động. Chơi đưa à, anh ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô gái đó chứ. Sau đó họ nắm tay nhau và hét lên thật là to: siêu nhân tia chớp. Và từ đó về sau họ sống hạnh phúc và bên nhau mãi mãi. Phiên bản của Chơi Đâu hay hơn nè. Tao nhất định sẽ bắt được mày. Mày tưởng leo lên cây là có thể trốn được tao sao hả? Tao có biệt danh là sóc bay đó, cho nên mày đừng hòng trốn thoát khỏi tao. Mau trả giày để tao còn về thành phố nữa, nghe rõ chưa? Cảm ơn chú. Đừng nhìn mình buồn bã như thế. Để chú coi coi con có bị thương ở đâu không. Dạ không, con không sao. Cảm ơn chú đã kịp thời cứu con. Vậy tốt quá. Ồ, là Bách Gu hả? Chú gì ơi, chú biết Bách Gu của nhà con sao? Bách Gu nhà con à? Nói vậy con chính là... Ôi trời, con bé làm gì người dơ quá trời. Hình như kỳ nghỉ nào con cũng về thăm ngoại con đúng không? Con là con gái của Nan Hian ở ngôi nhà có cây hồng. Dạ. Con là con gái của Nan Hian sao? Tôi cứ tưởng mấy đứa trẻ thành phố đều rất trắng trẻo và ăn mặc phong cách chứ. Ôi trời ơi, con bé cũng tốt mà. Mấy đứa trẻ ở quê bây giờ chưa chắc năng động như nó đâu. Nói vậy, người đàn ông đẹp trai đó chính là mối tình đầu của mẹ có đúng không? Chú ấy không phải là người đàn ông đẹp trai, mà là một chủ vườn trái cây rất đẹp trai. Vườn trái cây của chú ấy lớn lắm, có đúng không hả bà ngoại? Đúng rồi, chú ấy là một chủ vườn trái cây rất lớn. Trong khi bà của chúng ta lại không có cái gì hết. Ước gì em cũng được gặp chú ấy. Mấy cái đứa này, cái đó mà gọi là đẹp trai gì chứ? Không thấy anh ta ốm như cây sậy hả? Tụi con còn nhỏ nên chưa biết tiêu chuẩn của đàn ông đẹp là gì đâu. Một người đàn ông đẹp á, là phải có một chút mỡ bụng và cao hơn chiều cao trung bình, giống như ba nè. Mở bụng của anh không chỉ có một chút đâu à nha. Điều quan trọng là tới bây giờ chú ấy vẫn còn độc thân và sống một mình nữa. Thiệt hả? Chú ấy vì mẹ con sao? Á trời, thiệt là lãng mạn quá đi. Nhưng sao hồi đó mẹ và chú ấy lại chia tay vậy? Các cô gái đừng có nói chuyện vô nghĩa nữa, mà lại đây ăn trái cây mau đi. Mình nghĩ là mình biết tại sao rồi, nhưng cũng không chắc. Bởi vì hồi làm bài kiểm tra, những câu trả lời mình cho là đúng thì đều là sai hết. Cha Đu à, con đi lấy cái khăn tay đi con. Dạ, sao tự nhiên lại lấy khăn tay vậy bà? Bà sẽ kể chuyện tình yêu của ba mẹ mấy đứa. Đó là một câu chuyện rất thảm thương, nên chắc chắn mấy đứa sẽ không thể kềm nước mắt được đâu. Sao mẹ lại nói nó là một câu chuyện thảm thương chứ? Nó kết thúc có hậu mà. Đó chỉ là suy nghĩ của con thôi. Trong lúc mẹ đang kể chuyện thì cấm đứa nào hó hé, nghe rõ chưa? Bây giờ nhìn mẹ mấy đứa như vậy là vì nó có ba đứa con và sống cuộc sống khó khăn. Nhưng khi còn trẻ, con bé là một cô gái xinh đẹp nhất thị trấn này đó. Bà mẹ ơi, làm gì có chuyện đó chứ? Con chính là bằng chứng sống đây nè. Kệ đi, xấu đẹp không quan trọng. Nói chung ba mẹ các con gặp nhau lần đầu tiên vào giữa mùa đông trong cơn bão tuyết. Đó là mùa hè mà mẹ, trời còn rất nóng nữa. Vậy sao, chắc là con nhớ đúng rồi. Để coi, bà nhớ hôm đó mẹ của mấy đứa có một cuộc hẹn ở hiệu sách trong thị trấn. So với các cô gái khác ở trong thị trấn lúc đó, mẹ các con là một người phụ nữ khá hiện đại, được nhiều chàng trai yêu thích và muốn cầu hôn. Nhưng trong lòng nó chỉ có duy nhất một người đàn ông mà thôi. Anh Minh Hoa ơi, cái chuyện này
Thôi chết, mình trễ giờ rồi. Tên của chàng trai đó là Trần Minh Hồ. Mặc dù cậu ta không có giàu có nhưng lại là một thanh niên vô cùng chăm chỉ. Mặc dù lúc đó cả hai đều đã có tình cảm với nhau, tuy nhiên... Nanyang, ở bên này nè. Xin lỗi nha, mình đến trễ. Wow, nhìn ngon quá đi. Cái anh kia, anh mới nói cái gì vậy hả? À, tôi chỉ nói là cái bánh này ngon quá thôi à. À, đừng có nói là người đẹp có hứng thú với tôi rồi đó nha. Chờ bạn Nanyang. Bực mình, cái tên bất lịch sự đó là ai vậy chứ? À, bạn đang nói anh Hồ Đôn đó hả? Anh ấy là bạn đi lính chung với anh mình, nghe nói ở lại thị trấn chơi vài ngày á. Bạn biết không, anh ấy là người thành phố đó. Người thành phố thì sao chứ? Bạn nhìn kiểu tóc quái gở của anh ta kìa. Ê nè nè, bạn không xem tivi hả? Tóc dài đang là xu hướng của người thành phố. Nhìn chả hợp với anh ta chút nào. Chào em, Gerson. Dạ, em chào anh Hodon. Cô gái cổ hủ này là ai vậy Gerson, bạn em hả? Dạ, cô ấy là Nanyang, bạn em á. Ồ, Nanyang hả? Nghĩa là mùi hương hoa lan phải không? Vì đây là lần gặp thứ hai nên tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Choi Ho-don, người từ thành phố. Tôi là Choi Ho-don, người thành phố. Anh nhấn mạnh từ thành phố để khoe khoang cái gì vậy hả? Còn nữa nha, tôi với anh gặp nhau hồi nào mà nó là lần gặp thứ hai chứ? Thì chúng ta mới gặp nhau lúc nãy mà. Phục vụ ơi, vui lòng mang sữa và bánh cho các cô gái xinh đẹp ở đây nha. Nhớ là phải chọn những cái bánh ngon nhất trong tiệm của cô nha. Anh Ho-don tuyệt vời. Các cô gái à, giờ chúng ta sẽ nói về tuổi trẻ ngọt ngào và lãng mạn có được không? Tôi nghĩ là không có cần thiết đâu. Mà tại sao một thanh niên thành phố như anh lại lãng phí thời gian quý báu của mình vào thị trấn nông thôn như thế này? Cô nói gì? Cô đang muốn tìm hiểu về tôi hả? Cái gì? Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ nghĩ nếu là thanh niên trai tráng cố gắng tìm hiểu về tôi, nó sẽ làm tim cô tan nát. Các em có biết một con quái vật sống ở sông Hàn không vậy? Làm gì đó chứ. Anh Hồ Đôn mà có hồ tụi em mà. Tạm biệt Nanyang. Tạm biệt hai bạn nha. Tạm biệt anh Hồ Đôn. Tạm biệt. Hai em đi đường cẩn thận nha. Cái anh kia kỳ ghê. Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Cô em lại hiểu lầm nữa rồi. Nhà của tôi cũng ở hướng này mà. Cho nên cứ mặc kệ tôi đi. Tức thiệt mà. Đã tới nhà của tôi rồi, làm ơn về nhà đi. Đồng ý đi chơi với tôi nha. Hả? Làm cái gì vậy? Nếu có ai đó nhìn thấy thì làm sao? Anh mau đi đi, ở trong thị trấn này ba tôi đáng sợ lắm. Ủa, bác trai có ở nhà hả? Ở đúng lúc tôi cũng đang muốn gặp bác ấy đây. Hay tranh thủ tối nay vô chào bác luôn cho tiện hả? Bác trai ơi, bác trai ơi. Anh đang làm trò gì vậy? Bà của tôi mà nghe thấy là chết đó. Sao trên đời này lại có người trơ trẽn nha anh? Ê, cái này không phải là trơ trẽn mà là dũng cảm. Em chưa từng nghe người dũng cảm nhận được sự công bằng hả? Anh lại ăn nói lung tung cái gì nữa vậy? Ủa, có con rắn kìa. Mau đuổi nó đi đi. Em đừng có di chuyển nha, nó đang bò tới chỗ chúng ta đó. Nó đã đi chưa? Nhưng mà anh đã mua bó hoa này ở đâu vậy? Tôi có mua đâu. Không phải hai bên đường có rất nhiều hoa dại đó sao? Bó lại rồi cũng giống hoa ở tiệm đúng không? À, ra là hái ở bên đường. Nhưng trên giấy gói lại có ghi tên người bán hoa đây nè. Nanyang à, tôi khuyên em lần sau nếu có nhìn thấy thì cũng làm như không biết đi. Nếu em cứ tinh ranh như vậy thì người ta sẽ không coi em là con gái nữa đâu. Tôi vốn là con gái mà. Không xem là con gái thì coi là con gì? Nè, những gì anh đang nói là thiệt đó. Chỉ thêm một chút xíu để chuyện thêm hấp dẫn thôi. Cậu đứng như vậy là xa rồi đó. Có muốn mua thêm mấy viên đạn không? Không cần đâu ông chủ. Tôi cần một viên là được rồi. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn bắn trúng hả? Thấy anh có giỏi không? Không thể nào tin được. Để anh đi lấy gấu cho em. Cảm ơn nha bạn hiền, coi như tôi nợ anh một lần. Ê, có gì đâu, chúc may mắn nha. Thích quá đi à.
Nàng Hian à, chúng ta kết hôn nha. Dạ. Có thể em thấy anh vẫn chưa trưởng thành, nhưng anh có nhà ở thành phố và có tiền tiết kiệm nữa. Trên tất cả, anh biết anh có thể làm được những gì để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Chuyện này bất ngờ quá, em cần thời gian để suy nghĩ. Nó là con chó dễ thương nhất trong bầy luôn đó. Em có thấy ưng không nè? Đáng yêu quá à. Vì lông của mày màu trắng nên tao gọi mày là Bé Cư nha. Anh thấy tên Bé Cư như thế nào? Ừ, nghe hay đó. Bé Cư. À mà Nanhia nè. Dạ. Có chuyện này anh muốn hỏi, không biết em và anh có thể cùng nhau nuôi Bé Cư khôn lớn không? Dạ, cùng nhau là sao? Hả? Không có gì. Ý anh là anh muốn em hãy chăm sóc cho Bé Cư thật tốt. Chỉ có vậy thôi à. Không cần anh nói, em cũng chăm sóc nó thật tốt mà. Mình đi thôi Bé Cư. Không phải, anh, Nania à. Nanhia nè, mấy ngày nay anh thấy em hay đi chung với anh chàng người thành phố ha? Đó là gì? Đúng như anh thấy đó. Tối hôm qua anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn em rồi. Hả? Vậy thì tốt quá rồi, còn gì? Anh thực sự thấy tốt hay sao? Anh thấy người đó có thể mang lại cho em hạnh phúc, chứ không giống như anh, nghèo tới mức chẳng có gì cho em hết. Anh đúng là đồ ngốc mà. Đúng rồi, anh nói đúng lắm đó. Lúc đầu tôi còn thấy có lỗi với anh, nhưng anh đã nói như vậy rồi thì tôi không còn thấy gì lăng tăng nữa hết. Con thấy chú ấy thiệt là đáng thương. Sao con lại thấy thương anh ta chứ? Tất cả là do anh ta ngốc nghếch và không có đủ dũng khí mà thôi. Vì anh ta ngốc nghếch nhưng anh ta không hề nói dối tôi giống như ai kia. Anh đã có tiền tiết kiệm và một ngôi nhà ở thành phố, anh nên thấy mừng vì tôi không kiện anh tội lừa đảo kết hôn đó, nghe chưa? Ồ, vậy là anh phải biết ơn em rồi. Nghe mẹ nói anh ta vẫn còn độc thân kìa. Vậy tốt quá. Bây giờ em ghét anh rồi thì ly hôn đi. Sau đó hai người hãy đến với nhau. Ôi trời ơi, anh nghĩ là tôi không dám mà. Sau khi ly hôn tôi sẽ yêu và kết hôn với ông chủ một vườn trái cây rộng lớn. Bà xã, đừng vậy mà. Sao em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó? Anh giỡn thôi mà. Đúng ra bà không nên kể câu chuyện đó. Tuy bà mẹ mấy đứa đã trưởng thành nhưng mà vẫn y như là con nít vậy. Không sao đâu, tụi con biết mà. Bà xã ơi. Dừng lại ngay. Nếu ngươi không chịu dừng lại ngay, bọn ta sẽ trừng trị ngươi. Hey, khiên vàng, quái vật, ngươi sẽ hối tiếc. Chuẩn bị, tia chớp vàng khai hỏa. Siêu nhân tia chớp cha đu, tia chớp vàng. Làm mấy cái trò giống y như là con nít xem phim trên TV là một chuyện, nhưng mà chị không thể nhầm lẫn với thực tế được. Đúng vậy, và đó là lý do em gọi công ty truyền hình Khóc Lóc và Giang Sinh họ hãy tha cho nhân vật trong phim truyền hình khi cô đó bị bệnh bạch cầu, đúng không hả? Là vì lúc đó em vẫn còn ngây thơ thôi chứ bộ. Quái vật hãy coi đây, lần này là chùm tia chớp siêu mạnh. Chị thôi đi, ngợp quá à. Chuyện gì vậy hả? Ôi trời đất ơi. Ôi không, không thể tin được chuyện này. Không lo lắng cho hai đứa con gái của mẹ sao? Trời ơi cha đu, con thật sự không làm chuyện này. Tất cả cũng tại chị đã làm cho em nhột khi cố gắng trở thành siêu nhân tia chớp. Đó chính là lý do em làm bể chúng. Không phải mẹ đã nói khi chơi trong nhà phải cẩn thận rồi hay sao? Con phải muốn mẹ cho con một bài học nhớ đời hay không hả? Ta là người bảo vệ trái đất, không kẻ xấu nào có thể làm hại được ta. Trời cha đu, vấn đề là mẹ lúc nào cũng thích dùng bạo lực thay vì là lời nói. Quái vật xuất hiện, quái vật thủy đậu, quái vật dâu tây và quái vật nút áo.
Các ngươi hãy nghe đây, trái đất không phải dành cho các ngươi. Bọn ta là siêu nhân tia chớp sẽ bảo vệ trái đất. Tia chớp điện, lũ quái vật hãy mau biến đi. Tại sao tụi mình luôn luôn phải làm những con quái vật vậy hả? Tụi mình cũng muốn làm những siêu nhân tia chớp. Bạn nói gì vậy? Các bạn bắt buộc phải làm những con quái vật. Chỉ có tụi mình mới là siêu nhân tia chớp thôi, có hiểu chưa? Hãy mau dừng lại đi. Mình mới chính là thủ lĩnh của siêu nhân tia chớp, siêu nhân đỏ. Bạn nói gì chứ? Mình đây mới chính là thủ lĩnh siêu nhân đỏ nè. Nhưng siêu nhân đỏ đâu có mập giống như bạn đâu. Cái đó thì... Các bạn à, là mình có đúng không? Đan ghi à, đúng vậy chứ? Đúng rồi. Đó chính là lý do tại sao mình lại là siêu nhân đỏ. Chính là mình. Và bây giờ mình sẽ thành lập đội siêu nhân tia chớp. Màu vàng là Minji. Xanh dương là Danji. Có thiệt như vậy không? Xanh lá là Chim Sơn Mất. Chúng tôi là những người bảo vệ trái đất siêu nhân tia chớp. Nè, cho cha đâu, tại sao lại bỏ tụi mình ra vậy? Bạn không biết siêu nhân tia chớp là những người bảo vệ cho công lý hả? Đó chính là lý do tụi mình cần phải làm. Hai bạn thấy có đúng không? Đó, đó, bạn nói rất đúng. Ha, chỉ cần nhìn cách các bạn hành động là đủ hiểu rồi. Làm gì vậy hả? Mở trả lại đây. Các bạn có xứng đáng là những người bảo vệ cho công lý hay không? Được rồi, nghe đây cho cha đu. Nếu như bạn muốn chơi như vậy thì mình sẽ thành lập quân đoàn quái vật và tiêu diệt hết tất cả các bạn cho mà coi. Mọi người, vị trí như vậy là ổn rồi đúng không? Minji à, cúi đầu xuống một chút. Danji, giơ tay cao lên một chút nữa. Còn Sơn Móc, hãy ngầu hơn một chút đi. Bạn sẽ phải trả giá đó cho cha đu. Và bây giờ sẽ bắt đầu lớp huấn luyện giới môn chạy vượt chướng ngại vật. Hãy chạy theo đúng nhịp mới được. Nhớ số thứ tự của mình, nhanh hơn nữa đi. Hay sai bét rồi. Các bạn phải làm giống như mình thì mới đúng. Chạy nhanh vậy. Và tiếp theo là môn leo bằng dây. Cứu mình với, cứu mình với. Đang gì à, đừng treo ở đó như vậy nữa, tiếp tục trèo lên đi. Môn kế tiếp, để có thể bắn chùm tia chớp, các bạn phải tập trung sức mạnh vào hai tay. Đây, bài tập nắm đấm. Tia chớp khai quả. Nói cho mình biết đi, siêu nhân vàng à, bạn đang làm cái gì vậy hả? Làm sao có thể phá nó bây giờ? Được rồi, hãy đi tới địa điểm tiếp theo. Đúng rồi đó, di chuyển nhanh hơn. Một, hai, một, hai. Dạ thưa mẹ, con về nhà rồi. Chào con, cha đu ạ. Nè, cha đu ạ, con lại đánh nhau với ai nữa hả? Dạ thưa ba, không có. Vậy con làm gì? Dạ con đã huấn luyện cho bạn bè của con. Nhưng con đâu phải là lính đâu. Tại sao học sinh tiểu học lại cần huấn luyện? Vì tụi con là những người bảo vệ trái đất. Siêu nhân tia chớp. Bộ ba không biết hả? Chà đu à, bộ con không cảm thấy ngượng khi làm như vậy hay sao? Gì đâu mà ngượng. Thiệt là hết nói nổi. Con có muốn giày thể thao mới hay không? Bà sẽ mua cho con một đôi. Thiệt hả ba? Nhưng với một điều kiện, bà chỉ mua nếu như ngày mai con về nhà mà không có một rắc rối nào hết. Bà ơi ba, bà nói thiệt có đúng không? Thật chứ, con có hứa với bà hay không? Tất nhiên là con hứa rồi. Yahoo! Minji à, xin chào bạn. Xin chào, cha đu à. Nè, cha đu à, chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Sao hả? Siêu nhân tia chớp đối với mình chẳng là cái gì hết đó. Anh đã bỏ mình ra đi. Làm ơn cứu mình với. Đây nè, đôi giày thể thao mới như bà đã hứa. Hãy tha lỗi cho mình nha các bạn.
bạn. Làm ngơ đi, như vậy thì mình sẽ có đôi giày thể thao mới. Mau dừng lại đi, tại sao bạn lại làm như vậy chứ? Tốt lắm, bắt được rồi. Nè, các bạn đang làm gì vậy hả? Được lắm, bạn có ngon thì tới đây chơi với mình nè. À, thật ra thì mình chỉ muốn nói là tất cả chúng ta hãy nên cư xử tốt với nhau thì hay hơn. Mình nói như vậy có đúng không? Chà, à, kỳ quá à, mình đi thôi. Nè Chadu à, có chuyện gì không ổn sao? Minchi à, cho mình xin lỗi, lần sau mình sẽ trả thù cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập trận kỵ binh giả cho tuần tới trong ngày hội thể thao. Đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ được tham dự trận đấu ngày hội thể thao. Vì vậy các em hãy cố gắng. Đây là quân đoàn Godzilla. Chỉ được vậy thôi sao? Hãy đến đây đi, đến đây đi. Anh Chadu à, chúng ta là siêu nhân tia chớp mà. Hãy nhìn cô nàng nắm lùn đang lo sợ kìa. Cái gì chứ? Bạn nói cái gì hả? Đồ mập thù lù kia. Chadu là hoa hậu nắm lùn, là hoa hậu nắm lùn, hoa hậu nắm lùn. Nè đừng chung chết nữa mà. Bạn không để cho mình là một cô gái hiền lành có đúng không? Được thôi, bạn sẽ phải trả giá cho điều này. Màu xanh dương, màu xanh lá, màu vàng. Sao các người lại dám tới trái đất khi đội siêu nhân tia chớp đang có mặt ở đây? Vậy thì các người sẽ phải hối hận. Hai, siêu nhân tia chớp đoàn kết lại. Cái gì vậy? Siêu nhân tia chớp tiến lên tiêu diệt quái vật. Người nói cái gì chứ? Yeah. Ta nhất định sẽ đạt lấy khăn cột đầu của ngươi. Ngươi hãy nằm mơ đi. Chui ra đâu? Chui ra đâu? Chui ra đâu à? Chui ra đâu? Mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi, bác sĩ nói con không bị làm sao hết. Tuy con là một đứa con gái, nhưng mà con không hề yếu đuối như người khác. Có đúng không hả bác sĩ? Phải, con gái của bà thật sự rất khỏe, rất khỏe. Cảm ơn bác sĩ, thật mừng là con gái của tôi không bị sao hết. Nhưng đây là ai vậy? Dạ thưa cô, con là Đôn Đôn đây. Ôi trời ơi, xin lỗi con nha con. Mà chỉ chơi có vậy thôi hay sao? Lại đi ngồi xuống, mau lên đi. Ai sợ và bỏ chạy trước sẽ là người thua cuộc. Tất nhiên là như vậy rồi. Bây giờ hãy bắt đầu thôi nào. Tụi mình sẽ lần lượt kể chuyện kinh dị nha. Minchi à, bạn kể trước đi. Cái gì chứ? Là mình trước hả? Nhưng mà mình thật sự sợ ma lắm.
khủng phải ha. Bạn ấy thậm chí còn không dám xem bộ phim Goosebumps nữa mà. Vậy Dan ghi kể trước ha. Mình nghe nhiều người đã đồn rằng trường của tụi mình trước đây từng là một nghĩa trang. Có lần có một hồn ma hóa thành một học sinh đến trường giống như các học sinh khác. Trường học nào mà chẳng có lời đồn như vậy chứ. Đúng vậy, cũng giống như chuyện con ma đưa giấy trong nhà vệ sinh thôi. Toàn là hư cấu thôi. Thôi được rồi, để mình kể cho nghe nè. Đây là một câu chuyện thật sự đã xảy ra với mẹ của mình. Là chuyện thật sao? Câu chuyện kể kỳ lạ. Đó là một sự kiện kỳ lạ mới xảy ra gần đây. Con lạy Thiên Chúa, xin Ngài hãy đáp ứng lời cầu xin của con chiên của người. Amen. Đây sẽ là lần cuối cùng. Ôi, thế nào là tôi cầu. Xin hãy vui lòng chấp thuận lời cầu xin nhỏ nhoi này của con. Xin hãy giúp cho chồng con mau chóng được thăng chức. Ala. Nếu vị thần thánh nào em cũng thờ lạy như vậy hết thì biết ai sẽ nghe em. Bộ anh tưởng em thích làm mấy cái việc này lắm hả? Nếu anh tự thăng chức được thì em đã không cần phải làm như vậy rồi. Được rồi, em dừng lại đi, anh phải đi làm đây. Mình à, hãy nhớ cầu xin cả tổ tiên chúng ta nữa đó, nghe chưa? Lạy Đức Phật, lạy Thiên Chúa, lạy Khổng Tử, lạy Thánh A-la, lạy các tổ tiên. Ala. Ôi trời ơi, chắc là ngày mai mẹ mới bắt đầu cầu nguyện tiếp được. Cả người mẹ đã mệt lả luôn rồi. Mẹ ơi, hôm nay chủ nhật nhưng sao ba đi đâu sớm quá vậy mẹ? Vì hôm nay có lễ cúng theo mùa mà. Lễ cúng theo mùa hả? Là cúng tổ tiên, và những người tham dự là những người nam trong họ hàng đó. Cúng tổ tiên, lẽ ra là ba phải dẫn con đi. Bởi vì con sẽ được ăn, biết bao nhiêu là đồ ăn ngon mà. Là một con mèo. Không, dễ thương quá. Mèo con ơi, đừng sợ chị mà. Mẹ ơi, mẹ mau tới đây đi. Thôi đúng thiệt là. Mèo con ơi, đừng có chạy mà. Nhìn mẹ có vẻ đáng sợ như vậy thôi, nhưng mẹ không có cắn đâu. Nó cảm nhận được sao? Mẹ vừa mới nói gì vậy? Mẹ đâu có nói cái gì đâu con. Chúng ta đi thôi. Ôi trời ơi, sao mẹ chóng mặt quá. Cha Đu à, con đi cất mấy cái thứ này giúp mẹ có được hay không? Dạ, để con cất cho. Mẹ phải vào trong nằm nghỉ một chút đây. Ôi trời ơi. Cũng lạ thiệt, hôm nay có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Trời ơi, mình còn phải nấu bữa trưa cho cả nhà ăn nữa. Nhưng sao hôm nay mình thấy mệt quá. Cha Đu hả? Cô là ai vậy hả? Cái gì hả? Ta là chủ của nơi này. Không phải sáng nay cô đã lạy tất cả các vị thần thánh hay sao chứ? Cũng chính nhờ như vậy mà cuối cùng ta thoát ra được. Rồi ta cảm ơn cô. Sao cô nói cái gì? Ôi, thần thánh ơi, sao mua toàn đồ rẻ tiền không vậy? Từ giờ trở đi ta sẽ chiếm thân xác của cô và sống tại đây. Để coi nào. Nó đây rồi. Gì hả? Cô đang làm cái gì vậy hả? Cái đó tôi để dành để xài dịp đặc biệt đó. Cái cô này. Thử một chút coi. Ta thấy có thể trở lại cuộc sống. Mấy cái chai đó tôi trả góp tới giờ vẫn còn chưa xong nữa. Sao cô dám đánh ta hả? Không, tới đây đi, con ma vừa bận kìa. Mẹ ơi, mẹ. Dám coi thường lời tôi nói. Cái con ma vừa bận kìa, tôi sẽ cho cô biết tay. Đừng không giỡn mặt với tôi. Ôi cha Đu ạ. Ôi trời. Mẹ ơi, hôm
hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ làm cho con lo lắm đó. Xin lỗi đã làm con lo lắng. Chắc có lẽ là do mẹ gặp ác mộng. Con đừng lo lắng cho mẹ mà. Không biết ta có nên hù con bé này không ta? Ghê tông à, bà tới rồi đây nè, ghê tông. Là ai vậy chứ? Để con ra coi thử. Cái con bé này. Dạ con xin lỗi bà, nhưng ở đây không có ai tên là Ghê Tông. Con nghĩ chắc là bà đã đến nhầm nhà rồi. Là con hả Ghê Tông? Nhìn con lớn chưa kìa. Ôi trời ơi, cháu yêu của bà. Dạ thưa bà, có lẽ bà đã vào lầm nhà rồi ạ. Cha đâu à, con hãy đóng cửa rồi vào nhà đi con. Ôi trời ơi, thì ra con là một đứa con gái hả? Mẹ ơi, hôm nay con thấy mẹ cư xử lạ lắm. Bình thường mỗi khi gặp bất cứ người nào đã lớn tuổi, mẹ luôn chào hỏi và giúp đỡ cho họ mà. Sao tự nhiên con bé để ý kỹ dữ vậy? Nhưng mà bà ơi bà, không biết bà có ghi lại địa chỉ nhà hay không? Ôi trời ơi, cháu gái này ngoan quá. Ba mẹ dạy con rất tốt. Nhưng thực tiếc là giá như xinh đẹp hơn xíu nữa thì tốt biết mấy. Con nghe thấy hết rồi đó nha. Địa chỉ đây nè. Con biết rồi bà ơi, nhà này ở phía đằng kia kìa. Thì ra là vậy. Bà xin lỗi vì đã làm phiền con hen. Vậy là đủ phiền rồi. Mẹ không thể tin là mình đang làm việc này. Cơm đây nè. Hả? Ăn nhanh lên rồi đi về đi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Dạ con xin lỗi bà, vì hôm nay mẹ của con không được khỏe. Không sao, không sao. Tuy rằng tôi không phải là khách, nhưng mà nhìn thử thức ăn chị dọn lên coi, không có chút thịt cá nào hết trơn. Như vậy thì làm sao mà tôi ăn nổi chứ. Bà nói ăn không nổi mà ăn hết sạch thức ăn luôn. Thôi tôi đi đây, cảm ơn nhiều vì đã cho bà ăn nghe. Dạ con tạm biệt bà. Bây giờ mẹ về phòng nằm nghỉ đây, khi nào bà ta đi thì con nhớ khóa cổng đó. Dạ được. Ra khỏi người cô ta, linh hồn xấu xa kìa. Mình đã biết bà ta không phải là người bình thường mà. Hả? Nè mẹ ơi, bà ơi, hai người đang làm gì vậy? Bà cũng chỉ là một bà già tàn tạ thôi. Hãy lập tức quay về nơi của người mau. Xạo quá đây. Đúng là dơ dẫn mà. Im lặng và nghe tiếp đi. Đây là sự thật, là chuyện thật. Được. Linh hồn xấu xa nhớ đừng bao giờ quay trở lại đây nữa đó. Sao bà không thích mấy món ăn đó rồi? Sao bà làm như vậy chứ? Hôm nay mẹ con không được khỏe đó. Đúng là con rất thương mẹ của con. Hiện giờ cô thấy trong người mình còn nặng hơn. Dạ con thấy người của con nhẹ tựa lông gà. Con đã khỏe lại rồi bà ơi. Con không nhớ bà đã làm gì, nhưng con cảm ơn bà nhiều lắm. Không có gì à, thôi bà đi đây. Nhưng nhớ là hãy đối xử tốt với Ghê Tông nghe chưa? Nhưng mà con không biết Ghê Tông là ai hết. Khi người lớn nói làm gì thì con chỉ gật đầu và trả lời dạ thôi. Dạ, con biết rồi thưa bà. Bà cụ đó đúng là kỳ lạ ghê mẹ không? Đúng như vậy. Sao? Em nói cái gì? Bà cụ kỳ lạ đó hỏi gì Ghê Tông thiệt sao? Không lẽ ba biết Ghê Tông là ai hả ba? Hồi lúc còn nhỏ, ba hay được mọi người trong nhà gọi là Ghê Tông á. Và chính bà nội là người đã đặt cho ba cái tên đó. Vậy có nghĩa là bà cụ đó chính là... Hãy nhớ đối xử tốt với Ghê Tông nghe chưa? Vậy nghĩa là bà cụ đó chính là bà cố của bạn hả? Đúng vậy. Và bà cố của bạn đến để đuổi hồn ma ra khỏi người mẹ của bạn đó sao? Đúng là như vậy. Mọi người trong gia đình mình ai cũng đều tin như vậy hết. Nếu chuyện đó là có thật thì trên đời này ma là có thật đúng chứ? Thôi đi, bạn nói cái gì vậy? Ma làm gì mà có thật chứ? Làm mình sợ mất hồn luôn à. Ủa, Đan Ghi đâu mất rồi? Mình tưởng bạn ấy chạy ngay phía sau mình chứ. Nè các bạn. Hả? Đan Ghi à?
Các bạn xong rồi hả? Mình ngồi đây đợi các bạn lâu lắm rồi. Từ trước tới giờ mình thật sự không dám ra ngoài vào ban đêm luôn á. À, bạn nói gì vậy? Bạn ngồi với tụi mình suốt buổi tối luôn mà. Ừ, do mình đến hơi trễ nên mình ngồi ở ngoài đây chờ các bạn từ nãy giờ á. Các bạn ơi, mau tới đây xem đi. Những dấu chân đi vào trong rừng đã cho thấy chỉ có ba người mà thôi. Vậy có nghĩa là ngồi ngồi chung với chúng ta không phải là đen kỳ. Trường của tụi mình trước đây từng là một nghĩa trang. Có lần một hồn ma hóa thành một học sinh và đến trường giống như các học sinh khác. Ghê chưa? Yeah.